Còn một giây phút để chờ đợi tất cả quý vị đăng ký thật nhiều hơn nữa thì chúng ta cùng trở về với sân khấu tình yêu. Và trong giây phút này thì Kim Hồng xin được gửi tới tất cả quý vị một ca khúc để hâm nóng bầu không khí trong tối ngày hôm nay đúng không ạ? Ca khúc mang tựa đề Tình Nhất Phai.